chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đắk Lắk ạ. Alo, tôi vâng, nghe. Tôi nghe đây ạ. Em hôm nay là 45 tuổi. Và như là em ở trước em có vợ rồi, bây giờ con em đã 2 tuổi rồi. Nhưng mà bây giờ là vợ em là nó đòi bỏ em, là không biết lý do gì nó đòi bỏ em, nó đòi ly dị. Thì em mới hỏi là lý do gì mà em đòi ly dị với anh. Từ hồi nào giờ anh sống với em chưa bao giờ anh có một lời nặng với em mà sau bữa nay tự nhiên em lại bỏ anh. Cho anh biết lý do. Thì cổ mới nói là coi như nếu biết lý do thì ra tòa mới biết lý do được. Bây giờ không tới nào nói được. Nếu em đã quyết định được rồi thì thôi, anh không có cản em được. Thì có gì ra tòa rồi tính. Thì sau khi ra tòa, tụi em ra tòa là cổ mới đứng trước tòa. Là tòa mới hỏi là cái lý do gì cô lại bỏ anh. Vâng. Bây giờ là cổ mới nói là bây giờ là con sức khỏe cổ cảm thấy yếu đuối. Bây giờ nghĩ tình nghĩ nghĩa thương. Nhưng mà không thể nào coi như là bỏ đi được, giờ phút này là con còn nhỏ. Cho nên bây giờ con 2 tuổi rồi, tôi quyết định là chỗ là chịu cái quan hệ tình dục là cái dương vật của tôi là nó to quá, cô chịu không nổi. Tòa hỏi là tại sao cô không nói chia tay lúc đầu mà giờ này con 2 tuổi rồi mà cô lại nói. Vâng. Thì cái nhất, cái thứ hai nữa là sau khi tụi tôi ly dị xong rồi là tôi mới gặp một cô. Cô có bầu 3 tháng rồi mà cô cũng tự động cô bỏ cô đi. Tôi chẳng biết cũng như lý do gì mà cô bỏ đi. Tôi giờ đang vô rối, tôi không biết gì hết. Vâng, xin rất là chia sẻ với anh ạ. Cũng là đã gọi là hai đời vợ rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì cũng băn khoăn không biết là vì lý do gì mà các cô cứ lần lượt rời bỏ mình ra đi. Vấn đề của anh sẽ được anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi chia sẻ nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, xin chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, thế thằng cu 2 tuổi thì bây giờ ở với bố hay ở với mẹ? Dạ, 2 tuổi là ở với em ạ. À, thế hả? Cô kia là đi luôn, cũng không cần cả con đúng không? Dạ. Ừ. Thế còn cái cô có bầu 3 tháng, cô cũng đi đâu rồi, bây giờ mình cũng không biết nữa hả? Em cũng biết nữa, giờ điện cô cũng bắt máy luôn, mà nhà cửa thì nói chung là em không có xuống, tại vì em gặp cô ở đường này mà thương nhau dài chết giờ thôi. Rồi trước là cô làm gái bóng ba. Kinh tế gia đình của mình thế nào, bản thân mình làm ăn ra sao? Dạ thì em làm rẫy. À, cũng bình thường thôi đúng không? Cũng không quá khó khăn, chẳng phải là vì kinh tế khó quá cô phải đi tìm chỗ khác để... Bản thân mình thì mình đánh giá là của mình có to không? Dạ thì cái dương vật của em là coi như chiều dài 23 phân. 23 phân rồi, ồ. Dạ, chiều to là 18 phân cm. Tức là chu vi đấy hả? Dạ, chiều to á. Chu vi là 18, còn này dài là 23. Dạ. Thật ra thì của mình so với người Việt Nam thì đúng là cũng là loại to. Hãy nhớ rằng thế này này, phần lớn phụ nữ mà có khó chịu, bị đau đớn, bị này khác không phải vì kích thước dương vật to, mà vì kỹ thuật hoặc là vì cái khả năng mà khéo léo của người đàn ông trong lúc vợ chồng quan hệ tình dục ấy chưa chuẩn. Chứ nếu em để ý thì em thấy rất nhiều cô gái Việt Nam, cô chỉ có nặng có 40kg à? Cô ấy cao có 3m bẻ đôi. Thế mà cô ấy lấy ông chồng tạ 2, rồi cao gần 2m. Mà thấy cô vẫn nhởn nhơ, hớn hở. Chắc những ông đấy thì mình không kiểm tra, nhưng mà cũng đoán thôi, người làm sao thì của nó cũng làm vậy. Chắc là các thứ của người phương Tây hay người nước ngoài nó cũng... khá khẩm hơn là của đàn ông Việt Nam mình đúng không? Đôi khi về mặt thẩm mỹ nhìn thấy lại còn hay hay, có khi cũng còn ao ước. Thế nhưng mà có thể là có lúc này lúc khác, rồi khi vào cuộc mình động tác lại mạnh quá, hoặc là mình cũng không biết rằng của mình nó dài tận 2-3 phân, thì thay vì là mình làm một phát lún sâu thì mình có thể vừa phải thôi. Mình cũng đỡ đỡ bên ngoài một chút, tức là trong lúc mà vợ chồng quan hệ nó không có trao đổi, ví dụ như anh làm này có được không, anh đưa hết vào như thế em có đau không, hay là anh chỉ một ít và ít thôi nhá, lúc nào mà em cảm thấy khó chịu thì nói anh nhé, về đại khái là những cái như thế. Em cũng có nói là có sao không em, thì có nói là không sao đâu, anh cứ tự nhiên đây, không sao hết, em không sao hết. Còn bây giờ thật ra thế này, mình cũng không phải ái ngại quá vì cái của trời cho của mình nó lại to như thế. Cái lý do mà cô nói ở tòa có thể là che giấu một cái động cơ khác, một cái lý do khác mà mình chỉ có cô mới biết, đúng không?
Chẳng hạn đây là ví dụ thôi, cô ấy lại quý mến một ai đó dịu dàng nhẹ nhàng mà người ta lại đang có điều kiện kinh tế hứa hẹn cuộc sống lại thú vị hơn, lãng mạn hơn, trong khi thì cuộc sống của mình không đến nỗi quá khó khăn nhưng mà cũng nương rẫy. Bây giờ thì thật ra chỉ muốn nói thế này này, chuyện đã xong mất rồi, chia tay cũng chia tay mất rồi. Mình chỉ băn khoăn trong cái lý do có phải là của mình to quá để mình rút kinh nghiệm đợt sau. Thế nhưng mà thật ra thì đáng nói là không phải đáng sợ lắm. Chỉ cần mình biết tế nhị mà những điều như mình đã làm đó mà thì chắc là không có vấn đề gì. Còn bây giờ tìm thật sự lý do hay nguyên nhân để mà cô ấy bỏ mình thì cũng không cần thiết nữa. Mình cũng có thể đoán rằng có nhiều lý do mà nó tế nhị, người ta không muốn nói ra. Đàn ông còn rất là sung sức, con thì còn rất là nhỏ, có 2 tuổi. Chắc chắn mình sẽ phải đi tìm một người phụ nữ nữa để kết bạn, để mà tiến tới xa hơn. Không thể sống đơn thân được đâu. Tìm hiểu kỹ lưỡng, và đặc biệt là những cái người phụ nữ thôi chân chất, hiền lành, quen sống với nương rẫy, sẵn sàng phụ việc với mình, ra ngoài cánh đồng nương rẫy mà vẫn vui vẻ, không có đứng ở nương nhưng mà mắt thì cứ ngước nhìn lên xe con chạy trên đường. Đấy mới là điều quan trọng. Lấy được người phụ nữ thì không quá khó, nhưng mà giữ được người ta ở lại bên mình suốt cả cuộc đời thì cũng không dễ dàng. Hãy cứ bình tĩnh, rồi mình cũng sẽ có người để thương thôi nhé. Cảm ơn bác sĩ rồi, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhé. Và xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Alo. Alo ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, câu hỏi của em là em muốn nhờ bên tư vấn giúp đỡ cho em. Là em năm nay là 50 tuổi. Vâng. Trước kia thì em cũng đỡ thời, em sinh được một đứa cháu trai, kiếm được đứa cháu trai, năm nay cháu học là 7 rồi. Vâng. Thế vậy mà em đi làm thì là em có một ông cùng quê, ông đấy cũng nhưng mà khác cùng cùng tỉnh, khác xã, Vâng. ông đấy có xã trên em xã dưới. Thì là con ông đấy thì hiện nay có ông ấy được một đứa con, nhưng mà vợ ông ấy bỏ rồi, mà con đã theo mẹ sang nước ngoài ở. Thì ông đấy là muốn gọi là đến với em để có bầu có bạn. Nhưng em nghĩ rằng là em thì cố gắng làm được cái nhà rồi, thì em bảo anh đấy là anh cắt đứt vợ đi, ly hôn đi thì là mới lấy, còn nếu không thì em không lấy, còn nếu lấy thì ở về nhà em ở, chứ còn em mà ở trước anh thì em không ở được, sau này là tránh tình trạng như thế là con về đòi nhà đòi đất này khác. Nhưng mà anh đấy thì cứ không nghe, anh đấy cứ bắt là em về nhà anh đấy em ở, thì em bảo rằng là về trên đấy thì em không ở đâu, mà nếu không cắt đất mà không dứt khoát thì em không lấy. Vậy thì xin lỗi rằng là tình cảm chúng em thì thực chất là mà nói là cũng có ranh giới nhau, nhưng giờ em không hiểu rằng là nguyên nhân như thế nào, mà bây giờ em phải giải pháp ra sao để mà thôi thì đúng thương hại, mà để thì là nó cứ nghĩ về đấy, cho nên là nó không được lấy nữa, mà con Vâng. em thì em cũng chưa dám cho biết. À, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự và có những cái chia sẻ với chị. Xin mời Vâng, anh. em cảm ơn Rồi, xin chào. ạ. Bây giờ thì mình đang làm gì ở đâu? Em đang làm giúp việc cho gia đình ạ. Ở Thanh Hóa hay ở Hà Nội? À, em ở trên Hà Nội ạ. À, thế à? Thế còn Vâng. cái anh bạn trai thì anh ấy làm ở đâu, có gần mình Anh không? bạn trai thì là anh đấy cũng ở Hà Nội, anh ấy về bảo vệ ở Hà Nội, ở chỗ bệnh viện Thanh Nhàn ạ. Rồi. Thế thằng cu học lớp 7 thì học ở trong quê hay là cũng theo mẹ ra đây? Cháu học ở quê. Thế hả? Ơn cháu ở nhà với ai, có an toàn yên Dạ, ổn cháu ở không? nhà với bà ngoại ạ. À, thế bà ngoại còn khỏe không? Dạ, bà ngoại em thì cũng già rồi, năm nay cũng gần 80 rồi ạ. Thế nhưng mà thằng cu thì cũng lớn rồi, nó cũng tự, có khi tự nấu nướng ăn được, có khi còn hỗ trợ cả bà đúng không? Vâng. Ừ. Thì cũng phải già nữa, vì cái tổ chức nhà em không chăm được, đâm ra là Ừ. nó còi lắm, nó bé lắm. Thôi nó sang năm chắc là cậu đi gọi là phát triển chậm thôi, sang năm lên lớp Vâng. 8 lớp 9 này cậu ấy dậy thì cậu ấy lớn vổng đến bây giờ ấy mà. Này Vâng. phải nói rằng là mình đúng là khát khao có cái cuộc sống
gia đình, nhưng mình cũng là người cực tỉnh, phải nói là rất tỉnh đấy, rất là đáng quý đấy. Đúng, đến với cái ông bạn kia cứ đến, chơi cứ chơi, kết bạn cho nó vui vẻ, cứ kết bạn chẳng ai ngăn cấm mình, thì bây giờ thì cũng là gái không chồng, tức là chẳng khác gì cô gái còn son. Chả có vướng mắc cái gì để mà bảo là thế này thế khác. Mình cũng chả lợi dụng ông, mà ông thì chẳng chả có gì để cho mình lợi dụng, đúng không? Đến với nhau chắc là trên tinh thần là đôi bên cùng xa quê, đều cũng gọi là có những lúc nó buồn thì chia sẻ với nhau không sao cả. Nhưng cái việc tiến xa hơn đúng như là mình đã nhận định. Một là anh ấy phải ly hôn vợ. Chứ còn bây giờ mà chỉ vợ vì vợ chồng giận dỗi nhau, rồi cô vợ đưa đứa con đi ra nước ngoài ở, nhưng mà trên tinh thần là vẫn còn là vợ chồng, đùng cái nó về. Đúng là không chỉ đứa con nó đòi nhà mà bà vợ bà đòi chồng. Mình là thành người chen ngang, mình chả cần thiết như thế, đúng không? Thế còn thì cái đấy mới là cái việc quan trọng. Còn cái việc mà khi mà anh ấy đã hoàn tất được cái thủ tục ly hôn với vợ, thì cái việc là ở anh ấy về nhà mình ấy, mình lên nhà anh ấy cũng không quan trọng nữa. Nhà mình có thể vẫn cứ để đấy, trốn đôi nơi cũng đã làm sao. Mình cũng chẳng phải bảo là nếu mà theo anh ấy về nhà anh ấy thì mình phải bán nhà mình đi để mình hai bàn tay trắng. Không phải, nhà vẫn để đấy, mình vẫn đi làm, anh vẫn đi làm, nhà anh với nhà mình vẫn để đấy, đúng không? Thôi thì ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ, dỗ chạp thì mới về quê, thì ở bên đâu thì ở. Không phải để đề phòng, nhưng mà đúng là mình cũng còn có cái vốn, vì nhà mình có thằng cu con trai. Anh ấy có thể không còn gì nữa, có đứa con nó theo mẹ nó rồi, nhưng mà mình thằng cu con trai, nó cũng đã thiệt thòi, thì sau này những thứ mà mình đã có cho đến bây giờ là phải để cho nó, để cho nó yên ổn. Thế còn cứ nói với anh như thế, bảo em nói thật chứ em 50 tuổi rồi, cô đơn thì cô đơn thật, thèm khát thật, nhưng mà em chả chơi cái trò mà anh thì cứ lập là lờ vợ con anh đi nước ngoài, biết đâu mình cứ phải trêu ông ấy mà, chọc khích ông ấy, biết đâu anh ăn hay mang, anh chỉ coi em là cái chỗ mà là gọi là lúc mà anh đói thì anh ăn không có cơm là anh tạm ngô khoai, đến lúc mà anh ấy nói rằng vợ con anh ấy xích mích rồi là vợ đưa đi nước ngoài, mình đâu đã biết chắc được, biết đâu đấy là trong kế hoạch nhà anh ấy, vợ đi xuất khẩu lao động nhân tiện, hay là đi nghiên cứu sinh, hay là đi học tập được quyền để mang theo đứa con, thế là rồi 3 năm hết nhiệm kỳ cô lại về gia đình, lại cô kia mang đống tiền về, anh lại nhăn nhở anh đoàn tụi vợ anh, nên mình trắng tay. Cho nên là đấy, mình cứ về thích trò chơi, em cứ bao giờ em nhìn thấy anh rõ ràng em gì cứ tiến xa, nếu là bạn bè vui vẻ thì được, cà phê cà pháo thì cũng không sao, nhưng mà tiến xa thì em cứ phải một mình một chồng, chứ em chả chịu chơi cái đoạn chung chả với ai nhá. Cứ bình tĩnh thì còn thì cảm ơn chương trình nha, cảm ơn mọi người, chúc chương trình như thế ngày tốt đẹp, sức khỏe tốt. Rồi xin cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại ở tỉnh Lạng Sơn. Alo. Em muốn hỏi cho chương trình cho em một lời khuyên. Một cô để ý đến em thì bảo với em cùng xây đắp gia đình. Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 38 tuổi ạ. 38 tuổi, chắc là bạn cũng chưa kết hôn lần nào đúng không ạ? Vâng, cô ấy thì 42, giờ mới tìm hiểu nhau thôi, nhưng mà mong sao chương trình cho em một lời khuyên, cô ấy còn có em bé ạ. Bạn rất là quan tâm tới sức khỏe của cô ấy đúng không ạ? Biết là 42 tuổi thì cô ấy còn có thể có bầu được không? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Đấy là bạn gái của bạn à? Bạn gái thì cũng lên Facebook, Zalo thì mới kết bạn với nhau, thì cô ấy tìm hiểu với mình thì thông cảm với mình cũng ngỏ lời với cô ấy. Mình như thế nào mà cô ấy thông cảm với mình? Cô ấy cũng được gặp mặt em rồi chị ạ. Thế và cô ấy vẫn quyết định là sẽ tiếp tục cái mối quan hệ đấy với em? Vâng. Chỉ có điều là năm nay cô ấy đã 42 tuổi rồi đúng không?
Vâng. Ừ, cô ấy đã từng kết Cô hôn trước ấy khi đã gặp em từng chưa? có một lần rồi chị ạ. À, có em bé nào chưa? Có rồi chị ạ. À, tức là bạn ấy cũng đã có con rồi đúng không? Hiện Vâng, nay nhưng mà thì cuộc sống cô ấy không được chọn nguyên vẹn, nhưng mà cô ấy mới như thế. Mặc dù là rất là cảm động vì bạn ấy thông cảm Vâng. với em, chia sẻ với em và sẵn sàng là đi cùng với em đúng không? Trong trong thâm tâm thì em vẫn muốn là nếu như hai người có một đứa con thì sẽ rất là tốt để cho cái mối quan hệ của em nó sẽ bền chặt hơn đúng không em? Vâng. Đấy, và điều bây Còn giờ không em băn có khoăn nỗi nhất. âu sầu à chị ạ? Ừ, em băn khoăn nhất là liệu 42 tuổi thì còn sinh em bé được nữa hay không? Vâng. Thế rồi sinh em bé ở tuổi đấy thì nó có khỏe mạnh không? Nó có Vâng. bình thường không đúng không? Vâng. Đấy là những cái điều mà mình lo ngại nhất. Chị thì không được gặp bạn ấy cho nên là chị không rõ là cái tình trạng kinh nguyệt của bạn ấy dạo này nó như thế nào. Tại vì như thế này, thông thường thì phụ nữ khi mà đã bước vào tuổi 40 á thì cái nội tiết tố sinh dục nữ của họ là nó đã giảm rồi, nó bắt Vâng. đầu vào cái chu kỳ giảm rồi. Vâng ạ. Một vài năm nữa 45 có thể là đã bước vào tiền mãn kinh. Đấy, Vâng. 50 có nhiều người 50 cũng đã mãn kinh hoặc là muộn hơn một chút thì người ta đã mãn kinh rồi. Thế và đối với những cái người phụ nữ mà ngoài 40 á thì cái khả năng mà để có thai tự nhiên là nó đã khó hơn, nó khó hơn những cái bạn mà đang ở độ tuổi 20 hoặc 30. Vâng. Cái thứ hai nữa là khi mà có thai, kể cả có thai rồi thì việc giữ thai cũng khó khăn hơn rất nhiều. Và cần phải có sự hỗ trợ của y tế với những cái Vâng. người mà ngoài phụ nữ ngoài 40. Thứ ba, một cái rất quan ngại như em nghĩ rất là đúng, đó là tỷ lệ dị tật thai nhi ở những cái bà mẹ ngoài 40 thì thường cao hơn so với những cái người khác ở lứa tuổi trẻ hơn. Đấy, ba cái điều đấy là phải rất cân nhắc khi mà quyết định Vâng. có thai. Đấy, thế nhưng mà trên thực tế thì cũng có nhiều người thậm chí là 45 tuổi người ta cũng vẫn còn đi hỗ trợ sinh sản để người ta sinh em bé cơ mà. Vâng. Và có nhiều người 45 tuổi đẻ con vẫn hoàn toàn bình thường. Vâng chị. Đấy. Hiện nay thì cũng rất may là khoa học cũng rất là tiên tiến rồi, người ta có những cái biện pháp mà để chẩn đoán trước sinh ấy. Đấy, chẩn đoán sớm dị tật thai Dạ vâng nhi ạ. ở những cái tuổi thai mà nó khoảng 10 tuần, 12 tuần là người ta đã có thể chẩn đoán sớm được những cái dị tật thai nhi rồi. Vậy thì chị nghĩ là trong trường hợp của em thì bây giờ mà hỏi là có nên có thai hay không thì về mặt bác sĩ thì các chị khuyên là sẽ không nên có thai ở tuổi như đấy nữa. Bởi những cái yếu tố cản trở cũng như là những cái yếu tố bất lợi như là chị vừa nói ở trên. Vâng. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào từng gia đình, phụ thuộc vào hoàn cảnh của hai em, phụ thuộc vào quyết tâm của hai em thì cùng với sự hỗ trợ của y tế thì hy vọng là các em sẽ có thể toại nguyện được nhé. Vâng. Với một điều kiện là cái hoạt động sinh dục của em cũng hoàn toàn bình thường. Vâng. Chất lượng tinh trùng và số lượng tinh trùng của em ổn. Vợ hoặc là bạn gái đó mà vẫn có thể có thai thì mình cũng không ngại Vâng. nhé. Ừ. Bây giờ thì có thể là y học cũng có thể hỗ trợ được cho em rồi. Vâng, em mong sao mọi chuyện sẽ em biết sáng suốt thôi chị ạ. Ừ, đúng rồi. Vâng. Vâng, chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.